bus. Căn bếp nguy hiểm. Mùi thơm quá đi. Hai bát mì đặc biệt của nhà hàng chúng tôi đây. Wow, trông ngon thật. Ông Panda, mì của ông lúc nào cũng thật đặc biệt. Đó là nhờ nước sốt cay đặc biệt của chúng tôi. Sốt cay đặc biệt ư? Đúng vậy, đây là công thức từ đời ông của ông nội cháu cơ đấy. Đúng vậy ạ. Xin một bát nữa. Nếu ta có được công thức sốt cay đặc biệt đó, ta cũng có thể làm được món mì đặc biệt này của họ. Thật tuyệt vời. Một bát nữa đi ông Panda. Ôi, sốt cay của tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta vào xem thử đi. Ông Panda, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrado, sốt cay đặc biệt của tôi bị mất rồi. Gì cơ? Nó đã được các bậc cha chú truyền lại cho tôi. Giờ thì nó biến mất rồi. Xin hãy giúp tôi tìm lại nó với. Đừng lo, không có vụ án nào mà chúng tôi không thể giải được. Nếu nó bị đánh cắp thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết quanh đây. Dobby, chúng ta hãy chia nhau ra tìm thử xem. Ha, kẻ trộm. Đây là bột thôi. Hả? Dấu chân ư? Có vẻ như tên trộm đã đột nhập vào đây bằng cửa sổ. Hả? Không thể tin được. Tôi sẽ bắt được tên trộm này. Đợi đã. Tên trộm có thể vẫn còn ở đây. Gì cơ? Nhìn này, không có dấu chân của tên trộm ra khỏi đây. Vì thế chắc hẳn tên trộm trốn ở đây. Người không thể trốn ở đâu. Bắt được người rồi. Đứng lại ngay. Anh khỉ là anh à? Không, không phải tôi. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhìn trộm xem anh làm mì như thế nào thôi. Tôi không ăn trộm sốt cay của anh đâu. Các anh có thể lục soát tôi nếu muốn. Nếu không phải do anh khỉ, vậy thì nó ở đâu được nhỉ? Tôi nghĩ tôi ngửi thấy mùi mì cay. Theo tôi nào. Mùi hương phát ra từ đây. Trên tầng có một căn bếp nữa. Đi nào, chúng ta phải nhanh lên. Cà chua, cà rốt, nấm, dưa chuột. Ta là đầu bếp tuyệt nhất thế gian này. Wow, ngài bếp trưởng. Sốt cay đặc biệt. Đây ạ. Đây là tiếng con gái của tôi. Nhanh lên. Cẩn thận đấy.
phải đưa cháu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta không được chơi ở trong bếp. Trong bếp có rất nhiều vật dụng sắc nhọn, nước sôi và các đồ điện gia dụng, và chúng có thể làm cho các bạn bị thương. Ngoài ra, các vị phụ huynh hãy luôn chú ý tới các con của mình khi chúng ở trong bếp. Không được chơi trên băng. Lạnh quá đi. Ôi không, có người đang chơi đùa trên sông băng. Chúng ta đi nào. Đi nào. Ôi không, tôi bị kẹt rồi. Chào nhỏ. Chú tới đây. Cứu với. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nguy hiểm quá. Sông băng rất có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên nó rất nguy hiểm. Các cháu không được chơi trên sông băng nữa nhé. Vâng ạ, chú trẻ nhỏ rồi. Ôi không, anh em gà con vẫn chưa trở lại. Gì cơ? Cháu nhớ là anh em cậu ấy đi về hướng này Họ ổn mà, đúng không chú? Dobby, đi nào. Cá ơi, cắn đi nào, cá ơi. Vui quá thật đấy. Cá của tôi. Này, các cháu làm cá của chú chạy hết mất rồi. Trời ạ. Gà em. Bọn nhỏ đấy đi đâu rồi nhỉ? Cậu bé đây rồi. Gà anh, cẩn thận, tránh xa băng ra. Cẩn thận. Sao lại có thêm kẻ phá rối vậy? Trả cá lại cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cánh cụt, anh có thấy anh em gà con ở gần đây không? Mấy đứa phá phách đó đi lối kia kìa. Ôi không, băng đang tiếp tục tan ra. Đi thôi nào. Vui quá. Ồ, nhìn kìa, có cả cá nữa. Rất là tuyệt đúng không? Người đang kêu cứu ở đằng kia, nhanh lên. Nhanh lên, đừng lo, có bọn chú đây rồi. Đây, hãy nắm lấy tay chú, giữ chặt lấy này. Chúng ta không thể quay lại được. Ôi không, phía trước có thác nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay.
Cẩn thận. Này, Dobby. Đúng rồi. Giữ chặt lấy. Cẩn thận đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi trên mặt sông đóng băng. Rất khó để có thể nhận biết được độ dày của mặt băng. Nó có thể trông rất dày, nhưng vẫn có thể rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu lớp băng bị vỡ và các bạn rơi xuống nước, các bạn có thể bị giá buốt và bỏng lạnh rất nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng nữa. Vì thế hãy nhớ, không được chơi trên sông băng. Tai nạn từ trên cao. Wow! Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó ném đồ từ trên cao xuống. Cái gì cơ? Ném đồ từ trên cao á? Cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới ngay. Ê, rác ở khắp mọi nơi. Hả? Cô ấy đâu rồi nhỉ? Xin hãy cứu tôi. Cô Nhím. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó đã ác ý ném rác từ trên cao xuống đây nãy giờ. Hả? Xin chú hãy tìm ra thủ phạm đi ạ. Cháu đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Đi nào. Dừng tay. Hả? Bác đang tưới cây ạ? Bác voi, đặt chậu cây ở ban công là không an toàn. Chúng có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tôi xin lỗi. Để tôi dọn dẹp chúng ngay. Ở đằng kia, đi nào. Dừng lại. Dừng lại ngay. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh chơi Jojo à? Xin lỗi nhé. Nghi phạm ở đâu được nhỉ? Người cứ liệu mà chạy ngay đi. Nếu ta bắt được ngươi. Thật là bẩn quá. Như này còn vui hơn nhiều. Ở đằng kia, đi nào.
À, không có ai ở đây. Nhìn những dấu vết này đi. Đây là dấu chân. Lạ thật đấy. Dấu chân dừng lại ở ngay đây. Hả? Nghi phạm trốn đâu rồi nhỉ? Các chú cảnh sát, các chú không bắt được cháu đâu. Hả? Cháu đây rồi. Ôi không, bị phát hiện rồi. Đừng lại ngay, đừng lại đó. Vậy là cháu là kẻ gây rắc rối hả? Tôi cũng giúp nữa. Bắt được rồi. Không bắt dễ mày đâu. Hôm nay chơi thấy đủ rồi. Tên này thật là lươn lẹo. Đừng lo, cậu ta không thoát đâu. Sao tại nhà chơi thế này? Không ai thoát khỏi tôi đâu. Cháu xin lỗi chú, cháu không ném rác xuống nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ném đồ từ trên cao xuống luôn luôn nguy hiểm. Cho dù là hòn đá nhỏ nhất rơi từ trên cao xuống cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người ở dưới. Vì vậy hãy nhớ không bao giờ được ném, thả đồ từ trên cao xuống nhé. Woo! Cẩn thận với người lạ. Ủa, bà ơi, bà không sao chứ? Chân tôi đau quá. Cháu giúp bà tới bệnh viện được không cháu Hiếu? Cháu xin lỗi, ba mẹ nói là cháu không được đi với người lạ. Xin cháu giúp bà đi mà. Để cháu gọi người lớn đến giúp bà nhá. Thằng bé này thông minh thật đấy. Mình phải tìm đứa khác mới được. Ôi chân tôi đau quá. Bà gấu mèo ơi, bà có sao không? Cháu yêu, giúp bà đến bệnh viện có được không? Tất nhiên là được ạ. Cháu thật tốt bụng quá nào. Ta đi nào. Ôi không, mình phải gọi ngay cho cảnh sát trưởng Labrador. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Đừng lo, chú sẽ tới đó ngay. Họ đi đường nào? Đường kia. Đi nào. Thôi được rồi, đi nào. Dừng lại. Nhanh lên cháu. Đứng lại ngay. Không được cử động. Hả? Đây. Chú cảnh sát, chú làm cái gì thế hả? Chúng tôi đang đi tìm nhà vệ sinh mà. Hả? Sao cơ? Nhà vệ sinh á? Ngu gì vậy?
Tôi biết mùi nhà vệ sinh đấy. Ngoài ra còn có mùi khác nữa. À? Bánh quy. Ồ, là bánh quy của mèo con. Nếu chúng ta theo dấu vết này, chúng ta sẽ tìm thấy họ. Đi nào. Đường này, chúng ta sắp tới nơi rồi. Bà cứu mèo ơi, chúng ta có đi đúng đường không đây ạ? Đúng mà, cứ đi theo ta. Cháu không muốn đi nữa đâu. Cháu không muốn à? Nhưng cháu đã hứa sẽ giúp ta mà. Là người xấu. Dĩ nhiên là đúng rồi. Dừng lại. Cảnh sát. Cháu có sao không? Đứng lại ngay. Đứng lại. Hắn ta đâu rồi nhỉ? Người không bao giờ bắt được ta đâu. Hẹn gặp lại sau nhé. Chào anh. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người lớn nhờ sự giúp đỡ của các bạn cần phải cẩn thận. Vì nếu đúng là người lớn gặp rắc rối, họ sẽ không bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ trẻ con, vì trẻ con yếu đuối hơn họ rất nhiều. Vì vậy, nếu có người lớn cần sự giúp đỡ, hãy lập tức báo cho ba mẹ hoặc đồn cảnh sát gần nhất. Không được chơi ở bãi đỗ xe. Em tìm thấy anh rồi. Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con! Gà con ơi! Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu và cháu chơi trốn tìm ở đây, giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em trai cháu với à? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con. Gà con ơi. Gà con. Hả? 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 Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi. Chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Ừ.
kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2. Gà con! Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con! Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Anh ơi. Hả? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên. Chúng ta đi nào. Gà con. Cẩn thận. Nhỏ, không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe. Vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe. Vì thế, lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe. Các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời. Vì vậy, có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng vì chúng có thể đột ngột di chuyển. Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết.